Xin chào tất cả mọi người. Thưa mọi người, không biết là mọi người còn nhớ là Hen có đăng một cái story, đó là mọi người hãy comment ở bên dưới xem là mọi người muốn Hen làm một cái video gì tiếp theo. Và Hen nhận được rất nhiều đó là comment, đó là khám phá nhà của Hen. Và ngày hôm nay mọi người sẽ theo chân Hen nhé. Bây giờ Hen sẽ bắt đầu giới thiệu. Đây là nhà sàn của Hen. Chiều dài là 41m và chiều rộng khoảng tầm là 6-7m. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đó là cầu thang. Cầu thang bên tay trái đây của Hen, đây là cầu thang dành cho phụ nữ, dành cho đàn bà. Nó có hai cái này. Thang này nó có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với người ED của Hen. Và thang bên này thẳng ruột như một cục điện và có cái lỗ thì là thang dành cho đàn ông. Bắt đầu chúng ta sẽ lên nhà. Lên nhà là chúng ta sẽ gặp ngay một cái hiên dài. Và cái hiên này là để gọi là cái không gian chill nhất của nhà Hen. Nhà nào khi mà làm nhà sàn cũng có một cái hiên này. Buổi chiều là nhà hay ngồi đây hóng mát, hoặc là có những cái món ăn đặc biệt vào những ngày cuối tuần, hay là một cái tiệc nhỏ nhỏ mà gia đình thôi thì mọi nhà Hen thích ăn ở đây, tại vì rất là mát luôn. Nhất là buổi chiều như vậy, ở đây rất là chill, một cái nơi rất là chill của Hen. Hoặc là có những lúc mà Hen có thể đặt bàn ở đây để ngồi uống nước. Nhà Hen thì có một cái rất là gọi là đậm truyền thống ngày xưa của nhà Hen, đó là nhà dài là cái thứ nhất, và cái thứ hai là được làm bằng nứa. Cái này rất là đặc trưng của người ED luôn, thường là mọi người sẽ đan gỗ, mọi người cũng sẽ đan như vậy, và bằng nứa thì mọi người cũng sẽ đan như thế. Còn cái mái nhà đáng lẽ là Hen thích làm ngói hơn, mà ngói sẽ làm cho mình mát hơn. Hen đi rất là nhiều cái resort hay là những cái khách sạn mà kiểu như là hơi thiên về thiên nhiên một tí á, họ làm như thế nhưng mà họ làm rất đẹp luôn, Hen nhìn rất là thích. Cái xong Hen mới kể cho ba Hen, xong rồi Hen mới gọi là chia sẻ ý tưởng này, tại vì cái này là gọi là nhà mình có, tại sao mình không sử dụng, mình có thể làm mát cho căn nhà của mình. Cái này là cái cuốc, tiếng ED gọi là văn vít, nhưng mà người lớn tuổi á hay dùng những cái cuốc nhỏ như vậy. Đó, làm như vậy đó. Đó. Tiếp theo đây là một cái gọi là chuông ED. Có nghĩa là cái rìu bổ củi á, nhưng mà thường là đây là một cái phong cách rất là khác, thường là mọi người chỉ có một cái cục dài để bổ thôi. Còn người ED Hen là có hai cái thanh, mình sẽ gắn cái này này. Gắn cái đầu này với cái đầu này. Xong úp vô, xong rồi mình sẽ bổ củi. Bổ cái này á, ai mà không chuyên nghiệp á là dễ bị méo trật cái lưỡi. Và ở trên này thì gồm có rất là nhiều cái dụng cụ của ông bà, của ba, rồi của hàng xóm họ hàng cho luôn. Còn cái này để phát cỏ nè. Đó, đã xong cái khoảng này. Đây là một cái cửa. Đây là cái cửa của nhà Hen, kéo qua kéo lại. Đấy, chỉ kéo vậy thôi. Cửa sổ thì dễ hơn, mình có thể bưng qua bưng lại. Đó. Đó, chỉ cần bưng như vậy thôi. Đại khái là Hen rất là thích của không gian dài này. Nếu mà gọi là bữa tiệc thì Tết mọi người có thấy một cái hình là Hen để cái cây mai ở đây và mọi người làm một cái bữa tiệc ở đây. Đây là những cái giấy khen mới, cái bằng khen mới lúc mà Hen làm hoa hậu cơ. Bằng khen của có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người thích quá. Bác kêu phải kết hôn trước tuổi 30. Hen cũng có người yêu rồi. Anh ơi, khi nào kết hôn hả anh? Đây là cái gùi, tức là rất là nhiều, đại đa số là các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, mỗi vùng miền đều có những cái gùi khác nhau hết. Và đây là cái kiểu gùi của người ED của Hen, và ở tại địa phương của Hen thì mọi người làm cái gùi như vậy. Mọi người sẽ có một cái thân gỗ ở dưới khá dài và một cái thân tre, một cái thân tre hay là nứa ở trên được đan lại. Còn cái này được ghép vô thôi, xong rồi đeo vô thôi. Cái này dành cho size người lớn, có thể là làm lớn hơn, cái này cũng là size vừa vừa để gùi rồi. Thường là mọi người sẽ dùng gùi để đi rẫy hoặc đi múc nước hoặc là gùi củi. Xong rồi tiếp theo thì ở dưới là Hen có để chiêng. Đây là chiêng của người ED Hen này. Nhưng mà đó, nó bắt đầu tạo âm thanh rồi.
Nhưng mà nếu mà mình gõ đúng nhịp nhạc hay là các chiêng phối hợp lại á, thì nó ra cái tiếng rất là hay. Nhưng mà thường là chiêng thì sử dụng cho đàn ông. Thường là người đàn ông người ta sẽ đánh cái chiêng, còn phụ nữ không có đụng cái chiêng. Còn cái này là một cái nồi của người Ede Hen. Cái nồi này là dùng để nấu những cái gọi là, ví dụ như là có tiệc ấy. Thường là hồi trước là không có, chỉ có nồi đất nhỏ nhỏ. Xong là cái nồi này là nồi lớn nhất, thì mọi người hay dùng để đãi tiệc và mọi người nấu những cái món của người Ede Hen á. Còn đây là trống. Trống này hình như là làm bằng da trâu. Và trống này cũng rất là xưa rồi. Và đây đi hết một bên này. Còn bên kia thì Hen không có để gì cả. Nên là Hen chỉ đi một vòng bên này cho mọi người thôi. Hen chỉ để những cái vài tấm hình ở bên đó và ở bên đó trống. Và tiếp theo đó là cái bô lúa. Đây là cái bô lúa của người Ede Hen hay là hay để. Tức là cái bô lúa này thường là mọi người sẽ để, ví dụ như tới mùa trái cây á, ví dụ xoài hay cái gì đó, mọi người thường ủ trong những cái bô lúa như vậy. Ở quê Hen là có một cái rất là hay, đó là mọi người rất là thích mua chiếu, mua son, nồi, chén, đĩa, bát, mua rất nhiều luôn. Ví dụ như là một cái bữa tiệc mà khoảng tầm là dưới 500 người á, nhà có thể tự cung tự cấp những cái chén đĩa ở trong nhà. Mẹ Hen có một cái đam mê như thế, đam mê dữ lắm. Nhưng mà mua đồ nhựa không à, Hen giận quá chừng luôn. Đó, đây là cái chiếu, thường là Hen hay nhà Hen hay để là cái chiếu bằng nhựa này thì sẽ dùng để ăn cơm. Cái chiếu mà làm bằng cói như vậy thì dùng để nằm hay là nghỉ mát hay là trải để ngồi bình thường. Mình đã xong một cái gọi là cái căn, nếu mà tính đúng ra căn của nhà người Ede Hen phải là cái cuối kia mới là bếp. Nhưng mà nhà Hen nối, Hen bắt đầu nối cái nhà kia, đây là căn nhà cũ này, ngay cái góc này nè. Ngay cái góc này trở vào bên kia là căn nhà cũ. Là căn nhà cũ của Hen, hồi trước chỉ có góc này ra tới bếp thôi. Còn cái góc này kéo xuống dưới kia là mới nối xuống dưới kia. Là nó dài như vậy. Ở bếp này là rất là xưa rồi, nên là mọi người thấy nó đóng rất là nhiều thứ ở đây. Và mẹ Hen bảo là phải dọn cho nó sạch đi, nó thấy nó cũng dễ thương mà. Nói chung là đen đen, lởm chởm, nó vui vui. Nên là để nguyên, không dọn, để nó vậy đi mẹ, cho nó có những cái kỷ niệm và trải đời ở đây. Hồi xưa là hay đi lấy nước ở bình bầu như vậy, thì cái mà nhà Hen để ở đây là những cái bình nước. Nhưng mà do bữa nay là nước cạn hết rồi, không có nước đó nữa. Với lại một cái bình này không còn thông dụng nữa thì để nó làm kỷ niệm. Là buổi chiều ở đây có những cái nắng vết nắng, nó chảy xuống đây buổi chiều rất là đẹp. Hen rất là thích không gian này luôn. Ví dụ như là cái không gian này nó có rất là nhiều kỷ niệm. Ví dụ như là nếu mà một buổi chiều nào đó mà nắng chiếu như vậy, mình ngồi ở đây mình sống ảo, đại khái là rất là đẹp luôn. Đó, mọi người hãy thấy Hen check in rất là nhiều vị trí khác nhau. Thì đó, có những góc cửa sổ, có rất nhiều góc cửa sổ luôn. Xong rồi có căn bếp và một cái nhà sàn dài. Khu vực này là nhà Hen để xe đạp, gồm có xe đạp ba Hen, xe đạp của Hen và xe đạp của bé Ghi. Ghi thì có hẳn 3 chiếc luôn. Đó, còn khu vực này là khu vực của ba mẹ Hen. Nó là gọi là thuộc về truyền thống của người Ede Hen, tức là ba mẹ. Mặc dù Hen có, mặc dù là có nhà bên cạnh, có phòng riêng, có đại khách rất là tiện nghi, nhưng mà ba mẹ vẫn thích ở đây. Tại vì ở đây là thứ nhất là trông giữ nhà sàn. Rồi cái thứ hai là Hen nghĩ là chắc là nhiều kỷ niệm ở nhà sàn này với ba mẹ, nên ba mẹ quyết định không muốn đi ngủ chỗ khác, chỉ muốn ngủ ở trong nhà sàn thôi. Và Hen đã mua vài đồ xong lấy mấy cái thùng đóng vô. Hen kêu là đóng gỗ không chịu, đóng rèm không chịu, xong lấy mấy cái thùng nó đóng vô, vui lắm. Papi. Ôi con xin lỗi thôi con ngủ tiếp đi. Papi ngủ tiếp đi nha. Papi ngủ tiếp nha, xin lỗi Papi nha. Bobby có một cái giờ ngủ là vào buổi chiều như vậy, khoảng tới 7 giờ tối là Bobby sẽ ngủ. Và trước nhà của Hen thì có một cái cây xoài. Cây xoài này thì năm kia ra trái cực kỳ nhiều luôn. Và năm vừa rồi thì nó ra khoảng 3 trái trái mùa. Và bây giờ trái chính thức của nó mọi người ạ. Được, hẳn một trái luôn. Đấy, bây giờ nó đã chín mềm rồi. Hồi trưa khi mà Hen thấy thì nó còn cứng một tí, bây giờ nó đã rất mềm rồi mọi người ơi. Chúng ta đã đi xong một tour nhà sàn. Và bây giờ là buổi chiều, mặt trời đã lặn.
còn gì à? Mặt trời lên. Ôi, đẹp quá. Tôi chọn mặt trời vì tương lai tươi sáng. Trời ơi, to đẹp quá.